gì vậy? Từ từ nói. Cảnh sát đi, đừng có làm quạng nha. Tôi cũng là cảnh sát. Nhà cô Hai à, bình tĩnh đi, nguy hiểm lắm. Cô Hai à, đây còn đẹp mà. Có chuyện gì á, trở xuống á, từ từ nói. Người đẹp à, chơi cái kiểu gì vậy? Cái đài phải đứng ngay như vậy á mới bắt được đó. Thôi chủ đài khác đi. Im đi, đừng có tới gần, tôi nhào xuống ngay cho coi đó. Người đẹp à, ở dưới phố á, đây là người, cô mà nhào xuống như vậy á, máu của cô á sẽ trào ra chỗ này chỗ kia, tay chân á thì tung ra đầy 1 kg, thiệt là ghê lắm. Đừng có dại dột như vậy nha. Im đi, tôi không có muốn nghe giải thích nữa đâu. Ê, nó không im á thì cô cúp dậy đi, cần gì để mặt nó chứ. Tới đâu cũng không tha thứ đâu. Trời nấy một đời đó. Cầm miệng đi, đừng kích thích cô nữa. Alo, mẹ nè, sao không nghe nói gì hết vậy? Alo, alo. Nè, thằng chả đi chơi bời hay là bắt cá hai tay đi? Cô chỉ còn có hai đường giải quyết mà thôi. Thứ nhất, đường này hơi truyền thống một chút, cô phải rắn nhịn một chút, khi mạnh lên mới giành nó trở lại. Thứ nhì là cách này hơi ác một chút, đá đít nó rồi kiếm một thằng khác. Cùng lắm tôi chịu khó là bạn trai của cô. Tôi tên là H2O, được gọi là O. Anh im đi. Amen và Peter mà nước Mỹ cưới nhau, hôm nay đã lên máy bay đó. Thằng các cô đều đuổi đàn ông á, tâm thời như vậy à? Amen là vợ của tôi, chúng tôi sống với nhau đã 2 năm rồi. Hả? Thằng các của cô là con gái hả? Thì là khó hiểu quá đi. Nó còn nói là sống với Peter mới có cảm giác mình là đàn bà thật sự. Ai, chuyện kỳ thị phái tánh như vậy cô cũng nói ra được hay sao? Nè cô Hai à, cô trở lên đi. Cái tên men gì đó chắc chắn về thăm cô mà. Không có đâu, không có đâu. Nè nè, không xong, không xong rồi. Tôi phải chết cho nó coi. Nó đau quá, buông tay ra đi. Đừng có chơi em mà. Mami, chỉ có tên này thôi. Wow, cái thằng mắt dịch làm cho má hết hồn. Có món nào ngon kia đã? Đặc biệt thì có mì xúc xích, thường thì có mì thịt ngũ hương, anh chị ăn gì? Cho tôi một món đặc biệt đi. Còn anh? Tôi thì món thường thôi. Mì của ông đây. Sáng nay ăn cái gì? Mì bào ngư hột gà. Wow, ngon dữ à. Sao kỳ vậy? Có muốn ăn mì bào ngư hột gà sao không nói sớm? Nè, cho món đặc biệt giùm đi. Nhóc con cũng biết ăn quá hả? Món ăn của tôi là món vui gia đình đó. Muốn ăn thì về nhà kêu bà già của mày nấu đây. Tôi nói đúng không? Đúng rồi, lo ăn đi. Chạm già. Nè, lo ăn rồi mới đi đi, hả? Nè, ra ăn đi. Ê, sẵn để mới nói nha. Má cảm thấy 2 năm đầu mới mãn khóa, con giống như cảnh sát mới ra có nửa năm, không có giống cảnh sát gì hết. Con coi con kìa, tóc dài không chịu hớt, tối ngày lấp la lấp ló, giờ làm lại không có nhất định. Hỏi con có phải đã chuyển làm cảnh sát kiệm hay không đây? Con lại phủ nhận, có phải bị cách chức hay không hả? Con đang ở đội chó săn đấy. Thiệt, có phải làm tay trong hay không? Ơi, nó bậy cũng tin nữa. Mấy người đừng có hỏi chuyện tào lao nữa. Đâu phải chuyện gì cũng nói ra được, nó là cảnh sát mà. Sẵn đây mới nói nha, con làm người làm chó cũng vậy thôi, phải biết lo liệu đó. Yes sir. Thực ra làm cảnh sát nguy hiểm lắm, không làm còn đỡ hơn là làm.
Đặt cho con cái tên Hướng Hải An là muốn con bình an vô sự thôi. Nếu dịch qua tiếng Anh thì gọi là SSO, để người ta gọi con là XOO. À, còn nữa, bà đã kiếm giùm cho con cái ông đại sư Ali Kunikawa. Ông nói con là mạng thủy tinh, đụng không được, chạm không được, không thích hợp làm cảnh sát đâu. Biết rồi ông già, mạng thủy tinh chứ gì. Nhưng mà cái của con là thủy tinh chống đạn, đụng chạm bằng cách nào con cũng bể đâu. Thôi yên tâm đi. Thôi đừng có nói nữa, con đi làm đi. Hôm nay có cuộc tuyển lựa bí mật đó. Anh hai, tuyển lựa bí mật gì vậy? Ai mà biết, mỗi bộ môn này phải cử ra 2 người xuất sắc để mà ứng cử. Wow, anh cũng được coi là xuất sắc hả? Thôi đừng có nói nhiều nữa, bye bye. Nhiên đúng là hàng ngũ xuất sắc ở trong ngành cảnh sát, đầy sức sống, đầy tinh thần. Hôm nay mời anh em tới đây là muốn thử thách khả năng của anh em, là bởi vì cảnh sát của chúng ta sắp tổ chức một hành động đặc biệt. Vì mục đích của hành động này, anh em hãy khoan thắc mắc đã. Miễn sao anh em cứ cố gắng tối đa để phát huy khả năng cá nhân của mình, chúng tôi đã dành riêng cho anh em rồi. Sau cùng chúng tôi sẽ chọn 2 người xuất sắc nhất để thi hành hành động này, nghe rõ chưa? Yes sir. Cuộc tuyển lựa bắt đầu. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Anh em phải làm đúng theo kiểu chỉ của sư tỷ. Nếu người nào nghe gọi số của mình thì lập tức bước ra khỏi hàng ngũ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anh em không biết anh ngữ sao? Quà chơi trò gì đây? Phải 11, 12. Hiệp thứ hai bắt đầu. Nội trong 1 phút, anh em phải đánh gục bọn họ. Số 8. Oh!
Hiệp thứ ba bắt đầu. Người đẹp cho nên bắn bậy rồi phải không? Madam, trường huấn luyện dạy chúng tôi chỉ có thể bắn vào tứ chi của nghi phạm, không nên bắn vào chỗ yếu của bọn họ. Tôi cũng cho là đúng. Nếu phải bắn cho họ chết thì đi làm sát thủ còn hơn. Đi làm cảnh sát làm gì? Ngoằn cố. Gì vậy? Một anh thì đứng yên, một anh thì bắn chỉ thiên. Madam, hoàn cảnh như vậy tôi thấy là không nên nổ súng. Không lẽ khi anh thấy bọn cướp xách súng anh vẫn có thể làm lơ hay sao? Ấy, cho nên mới bắn chỉ thiên á, cảnh cáo họ. Chẳng qua là tấm bia thôi mà, cảnh cáo họ thấy sao? Nếu như bọn họ là người thật thì tính sao đi? Quan trọng là bắn chính xác thôi. Chính xác đến nỗi tới đái phải không? Con tin của họ toàn là bà già, con nít và phụ nữ không thôi. Đạn của anh á cứ bay rẹt rẹt trước mặt của họ, máu mày có bọn cướp á thì cứ phun ngay vào mặt của họ. Có nhờ thầy thuốc á cũng tốn tiền thôi, còn mệt dài dài nữa là khác. Shut up! Hai anh không chính xác bằng người ta thì công nhận đi. Dẫn họ về. Yes madam. Hai anh biểu hiện rất khá, đi theo tôi. Yes madam. Tôi rất lấy làm vui, hàng ngũ cảnh sát có thành phần ưu tú như hai anh. Thank you madam. Nhưng mà với khả năng của hai anh, tôi thấy là hai anh nên ở lại toán phi hổ thì thích hợp hơn. Tôi sẽ làm báo cáo khen ngợi trình lên cấp trên, tuyên dương hai anh. Cảm ơn. Chúc mừng hai anh. Biểu hiện hôm nay của hai anh có đủ tinh thần, cơ trí và sức sống. So với bọn xuất sắc đã được huấn luyện như một bộ máy càng cao một bậc, chúng tôi rất hài lòng. Hai anh đã được tuyển vào làm cảnh sát mặt trời để phối hợp hành động đặc biệt của chúng ta. Thưa sếp, nhiệm vụ của cảnh sát mặt trời là gì vậy? Trong biên chế của ngành cảnh sát hình như là không có chức này. Ok, câu hỏi của hai anh tôi sẽ giao cho Tô Huệ Linh, thẩm sát viên cao cấp ở trong ban quan hệ công cộng cảnh sát, giải thích với hai anh. 9 giờ sáng ngày mai, theo địa chỉ trong này kiếm Margarita. Đã chưa được ăn điểm tâm của mami, đúng là khác thường đó. Đừng có lẻo mép, vẫn là hột gà ấp la thôi. Mày đã không hả? Mami chưa biết thôi, mấy ngày mami học ở Trung Quốc, đã đi buồn không muốn ăn cái gì hết. Hơi, còn nói nữa, mấy hôm đó sức mệt, họp với bọn cán bộ công an, cứ bát và đảng, không có bữa nào ăn ngon. Đúng vậy madam, cuộc họp có quyết nghị gì không? Hờ, đây là tối mật của phòng 4 chúng tôi, không có liên quan tới ông trưởng ty chứ. Ok ok, coi như tôi chưa có nói gì hết. Sammy, xem đâu vậy, hồi hôm trực sao? Đâu có phải, đi ứng tuyển đó mà. Ứng tuyển? Chuyện lớn như vậy sao ba không biết hả? Đã gặp ai rồi? Có cần ba đi hỏi giùm kết quả hay không vậy? Đã có kết quả rồi. Theo lệ, lên trung sĩ chứ gì? Vậy không phải. Vậy là cái gì? Đúng rồi, là cái gì? Là cảnh sát mặt trời. Cảnh sát mặt trời? Phụ trách cái gì? Bị đẩy đi gác bãi biển có phải không? Không phải. Thật ra hành động cảnh sát mặt trời là muốn tập hợp tất cả nhân viên hành chánh cao cấp trong ngành cảnh sát và rất nhiều cao thủ tuyên truyền để tìm ra một phương thức hành nghề của cảnh sát trong thế kỷ thứ 21. Madam, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Ok, bắt đầu đi. Ý, làm gì đi? Ý, sư huynh, không cần sợ đâu. Đây là mấy phân tích biểu bì của chúng ta, dùng để phân tích tổ chức gia bì của anh thôi. Anh nói gì vậy? Tính cải thiện kiểu tóc của sư huynh thôi. Mục đích của hành động là muốn nâng cao hình tượng công cộng của cảnh sát. Cảnh sát đời mới đòi hỏi phải đẹp trai, khỏe mạnh, anh minh thần võ, là thần tượng của lứa tuổi thanh niên, làm cho họ thấy thèm được làm cảnh sát, làm cho dân chúng càng ủng hộ chúng ta. Y như là tài tử rồi. Đại khái là đúng là như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, nội trong 12 tháng, hai anh sẽ đảm trách đại sứ thân thiện của cảnh sát. Vậy đâu có khác gì hoa hậu của Hồng Kông. Về hành vi thì hơi tương tự, nhưng mà
không có hèn như họ. Hai anh tuyệt đối phải phục tùng mệnh lệnh của tôi, có mặt 24/24. Yes, madam. Hay là cho thêm động tác này nha, có được hay không? Tại sao vậy? Khá lắm, làm thử coi. À, đây đi. Madam à, mặc lại đồng phục có cần hớt tóc hay không? Tại sao nhất định phải hớt tóc chứ? Biết bao nhiêu là thanh niên họ muốn làm cảnh sát, nhưng mà kẹt gì phải hớt tóc ngắn, cho nên mới bỏ cái định làm cảnh sát. Miễn sao giữ gìn cho khá, để tóc ngắn hay tóc dài ăn thua cái gì chứ. Lập tức gì hộp. Bộ đồ ngay đi. Tại sao phải mặc đồ của toán phi hổ? Tối nay hai anh phải phối hợp hành động với toán phi hổ. Toàn bộ quá trình phải dưới quyền của chúng tôi. Nhưng tôi chưa được huấn luyện theo toán phi hổ. Đừng có thắc mắc, thi hành mau lên. Thưa sếp, chúng tôi đã sẵn sàng. Căn cứ theo tình báo cho biết, họ có đủ loại súng máy. Theo chúng tôi dự đoán, họ có thể tạo thành mục tiêu trong vòng nửa phút. Được, rất khá. Ngoài điểm này ra, hôm nay có thêm hai người tăng cường, Ano và Semi, sẽ thuê anh vào mục tiêu tăng cường và hoàn thành nhiệm vụ này. Hy vọng các anh có thể trở về an toàn. Chúc may mắn. Yes, sir. Lát nữa hai người có chừng ảnh nha. Yes, sir. Nằm trong tầm mắt. Mời gì? Tắt điện. Nó rụng kìa, thằng xích, bắn đi. Mục tiêu đã kiểm soát.
Nửa đêm gọi mình tới đây để coi show hả? Biết vậy ngủ trong nhà còn sướng hơn. Ngủ cái gì? Bây giờ mới là lúc hai anh làm việc. Hãy chuyển sang ban tầng số 2 đi. Làm việc? Nghe đây, bây giờ mỗi một bước hai anh đều phải làm đúng theo chỉ thị của tôi. Understand? Nghe chỗ madam. Yes madam. Madam, nghe rõ không? Bây giờ hai anh bước ra ngoài cửa, lên xe theo toán phi hổ về tổng bộ. Dỡ mặt nạ ra ngay, nhìn về hướng tay trái. Cảnh sát mặt trời là như vậy. Cảnh sát đời mới giúp đỡ toán phi hổ bao vây bọn buôn súng lậu. Thời gian là 3 giờ khuya. Thằng mất dịch. Mami, chuyện của toán phi hổ phải không? Làm như bí mật lắm không cho má biết. Để má nấu canh rau dền cho con ăn cho bổ mắt. Để bắt trộm cho chính xác. Sao giờ này còn chưa nghe giọng của ông già vậy? Còn hỏi nữa. Hồi sáng đọc báo xong mặt hầm hầm bỏ đi. Má không biết ông nghĩ gì. Anh hai anh chết rồi, ba ghét nhất anh làm công tác nguy hiểm. Vậy mà anh cứ lựa công tác nguy hiểm để hù ổng. Muốn cái dịp sang năm đi cúng mã phải không? Thằng quỷ, mày nói cái gì? Ông già, tao đã thanh toán cái thằng Ali Konikawa rồi. Tổ cha nó nói xạo gạt tao. Thiệt là không công bằng cho con đó. Nói con không thích hợp làm cảnh sát. Không làm cảnh sát đâu có được xếp vòng như vậy. Con, khá lắm. Đúng là cái mạng thủy tình chống đạn. Ráng lên nha. Tại sao đòi rút vậy? Tôi không muốn làm nhiệm vụ giống như tối hôm qua nữa. Đây không phải là lý do. Anh là cảnh sát, anh phải thi hành đúng theo lệnh cấp trên. Đâu có thể anh muốn làm thì làm, muốn rút lui thì rút. Đây không phải là một bổn phận của cảnh sát phải làm. Vậy anh nói đi, bổn phận của cảnh sát là làm cái gì? Trừ bảo an lương, bảo vệ tính mạng tài sản của dân chúng. Anh nhắc thêm lần nữa coi. Trừ bảo an lương, bảo vệ tính mạng tài sản của dân chúng. Bảo vệ như thế nào? Là phá án. Phá án? Khi vụ án xảy ra, có nghĩa là tánh mạng, tài sản của dân chúng đã bị tổn thất. Còn gọi cái gì là bảo vệ chứ? Chính là tại có hạng cảnh sát như anh. Chỉ có lò phá án để mà lập công. Chưa có bao giờ nghĩ đến, trước khi dân chúng bị tổn thất, đã có cách bảo vệ thích đáng. Anh có biết không? Có bao nhiêu dân chúng, chính vì vậy, đã không tin tưởng nơi cảnh sát nữa. Còn tôi, khi nghe anh giải thích, tôi thất vọng tới đâu. Sorry, madam. Hành động cảnh sát mặt trời là muốn thiết lập một hình tượng tốt đẹp, sáng chói cho ngành cảnh sát, tạo ra tác dụng chặn đứng tội phạm thanh thiếu niên, giảm bớt mức phạm tội, tăng cường dân chúng có cảm giác giữ luật là một điều hợp thời. Đây mới là bổn phận phải làm của cảnh sát. Không làm những điều này thì làm cảnh sát làm cái gì? Sorry madam. Đừng có nói sorry với tôi. Anh không muốn rút thì phải tự nói với mình. Yes madam. Đúng mà, phòng ngừa còn hơn là trị liệu. Đó là lĩnh vực tối cao. Vì nghĩ là ủng hộ em chứ gì? Anh luôn luôn ủng hộ em. Nhưng anh lo em cứ đóng kịch cho người ta coi thành thói quen thôi. Tới chừng không ai coi em có còn biết làm hay không vậy. Bây giờ họ cho em làm cảnh sát mặt trời thứ nhất. Lúc tới đời thứ hai, thứ ba chờ đợi. Em đoán coi em còn đấu trí bắt trộm ngoài phố nữa hay không đây. Ê, anh chỉ nói như vậy thôi mà. Em giống như là Jackie Chan. Nổi một thời thôi, mười mấy năm chẳng có gì căn bản. Nè, chào bộ đi. Xin giới thiệu với các vị, đây là cảnh sát mặt trời đời thứ nhất của bộ môn cảnh sát chính phủ đặc khu Hồng Kông. Nè, cầm đi. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.
Cảnh sát thế kỷ 21 đang cần sự ủng hộ của các vị, cho nên đừng tốn nhiều thời gian chơi game trong này nữa. Được. Đừng tiếp xúc các loại ma túy. Được. Đừng tiếp xúc với xã hội đen. Ê, Sammy, cầm súng không phải cầm cái kiểu này đâu. Cầm cây súng phải nắm chặt như thế này, quay một vòng thế này, nhìn ngay bên cạnh cái máy. Đúng rồi, cứ nhìn như vậy, băng 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 băng, vậy mới đúng kiểu chứ. Đạo diễn đóng phim quảng cáo cần phóng đại gì không đây? Ê, vậy coi mới đẹp chứ. Thông thường ở trong phim á, cái thế đứng của một vai chính sao phát súng là điều quan trọng nhất, phải coi cho thật đẹp, có biết chưa? Nè đạo diễn à, có phải gì không? Đại ca, giờ là cảnh sát mặt trời mạnh lắm đó nha. Họ càng mạnh thì mình phải làm cho càng đẹp hơn. Tao không tin là mình không bằng họ. Nè, chuyện tao biểu mày theo dõi đã tới đâu rồi hả? Xong rồi. Tao đã kiếm được mục tiêu, sẵn sàng làm ăn bất cứ lúc nào. Dạ. Chuyện gì? À! Xuống xe coi thử. Nhà của hai chuyện gì? Ê, đứng lại, đứng lại. Ê, 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 bà đổ nguy hiểm, cẩn thận nha. Coi chừng. Ê, sao kỳ quá vậy, đánh người ta? Nè cô hai, cô đã lông nhèo xích đồ chúng tôi cứu cô mà. Tôi đã lông nhèo hồi nào đây? Tôi chỉ giỡn với cận vệ của tôi thôi mà. Sao hai người nhiều chuyện quá vậy? Đúng rồi hai sếp. Cô hai đã nhờ tôi học trong trường quốc tế mà. Gần đây chúng tôi thường hay giỡn chơi kiểu này đó. Ai biểu anh làm như vậy chứ? Tôi tính đi chơi, anh cứ cấm không có cho tôi đi đâu hết. Bây giờ càng nguy hiểm hơn nữa kìa. Làm gì? Cô hai, tính tình ngay thẳng của cô thật là đáng khen lắm đó, nên mới sử dụng cách dịu dàng. Xin cô xuất trình thẻ căn cước như vậy. Vậy mà cô không hiểu à? Tại sao phải xuất trình? Không hợp tác tôi kiện cô đó. Hai ông kết nhau ăn hiếp tôi như vậy, tôi bị tội gì? Bất lịch sự với nhân viên cảnh sát. Còn nữa, cần vệ của cô để đánh cảnh sát. Đánh? Vậy đánh ở chỗ nào? Đừng có nói nhiều nữa, gọi về tổng bộ cho xe tới. À, đi gọi đi. Sếp à, thông cảm giùm lần nha. Cô hai à, đừng dẫn chơi nữa, đưa hộ đi. Lâm Nguyệt Nhi sinh ngày 17 tháng 7 năm 1983, đêm trăng tròn ngôi cự giải, hàng chi ở đánh đá như vậy. Địa chỉ, số điện thoại. Làm gì mà dữ quá vậy? Gọi xe. Hả? Gọi xe nữa à? Số 7 đường đỉnh núi 2888 2888. Lần này bỏ qua, không truy tố nữa, các người đi đi. Được, không truy tố phải không? Tới phiền tôi truy tố hai người đó nha. Muốn truy tố thế nào đây? Thưa hai sếp, tại tôi thấy khoái cái tánh cà rỡn của sếp, cho nên đặc biệt dùng cách hơi táo bạo một chút. Xin hai sếp xuất trình thẻ nhân viên, cho biết số cảnh sát. Hai sếp nghe rõ chưa? Tại sao phải xuất trình chứ? Được, không chịu, tôi sẽ gọi ký giả. Tôi sẽ khiếu nại trực tiếp với dư luận. À, khoan đã. Bây giờ tôi là cảnh sát, hay là cô là cảnh sát đi? Cô có lý gì sếp tôi chứ? Không nói cũng biết, hai ông là cảnh sát mặt trời chứ gì. Số điện thoại 9 9 9. Không dám nói, sợ tôi trả thù hả? Đưa đi. Tại sao vẫn chơi với cổ vậy? Sợ cái gì? Mình là cảnh sát kìa mà. Nè, ông Hiền là 9000 9666. Ông Dữ là 9394 9596. Chờ nhận thân của luật sư đi. Bye bye. Con quỷ cái này không biết giờ có trò gì nữa. Bye bye. 9394 9596 là số điện thoại của tôi đó mà. Phải rồi, tôi nhớ không lầm. Tại sao đưa số điện thoại của tôi cho cổ vậy? Không được cổ, làm sao biết cổ mày ai?
Hoa đang làm gì mà cũng cô gái hả? Bye bye, bye. Nhớ là chúng tôi nha. Ý, cảnh sát mặt trời Sammy kìa. Đúng vậy, hay da người thiệt đẹp hơn hình nhiều đó. Ê, té là lạ thiệt đó hả? Cái con nhỏ học sinh gọi anh hả? Tôi tưởng là anh không thích gái nữa chứ. Nói gì đi, tôi muốn coi cổ dở trò gì thôi. Hả? Thôi miễn đi, tóm lại đứa nào không phải được cổ thì đắng chịu đi nha. Ê, cô tới rồi kìa. Hai. Em nhỏ, nhớ tụi anh lắm hay không? Muốn giở trò gì đây? Ông hiền vẫn hiền như thường, ông giữ vẫn giữ như xưa. Đừng có cô hồn quá mà. Nhưng ông càng cô hồn thì càng hấp dẫn đó. Được, cô muốn giở trò gì đây? Phải rồi. Ok, mình chơi trò sống quà nha. Mua CD thủy tinh gì đây? Ở chỗ này có bán hay sao? Đúng rồi, du đảng không ạ? Chính là nhiều du đảng cho nên mới nhờ tới hai ông đi chung với tôi. Kiếm cái loại CD vừa đẹp vừa nghe được ở Hồng Kông chỉ có 20 cái thôi. Cô hai, cô tới đúng lúc. Các vị khán giả, CD thủy tinh không dữ hả? Hay lệ đi nha. Không dữ. Yes. Cái thằng Trang này điên rồi. Khoan đi đã còn nữa. Đi đâu mới có thể kiếm được loại CD thủy tinh? Dùng cách gì đây? Làm việc cho CD thủy tinh nữa hả? Nè. Nè mấy em à, đi đi, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, lẹ lên. Nè, lẹ con trước đi. Lẹ lên đi em, lẹ lên. Nè, bên này mau lên. Quay nè, đi về qua chuyện gì hả? Nè. Gì? Quay gì? Quay gì có trọng kìa. Quay gì ta? Quay gì có trọng đó. Nè, nè, cô à, chuyện gì vậy? Cô à, chuyện gì? Ở trọng kìa. Nè, mấy em đi mau đi. Nhớ năm xưa thiên hạ chia ba, Trung Quốc tam phần. Lão nhị đào viên này, nhất phu đương hoàng, giang phu bất địch. Tại sao các người không thể nào lão phu? Kiếm cách dựng nó ra ngoài. Ông muốn thử đại đao của lão phu hay sao đây? Lúc mặt sơm hay, thí cái thế thôi bất hay. Tôi chết mẹ rồi. Rắc rối rồi đó. Ngươi là ai đây hả? Tại hạ chính là Sở Bá Dương. Thì ra Sở Bá Dương hạng võ hả? Chúng ta hôm nay lão phu gặp được hạng huynh, thật tam sinh hữu hạnh. Nhờ ngươi lại. Ê, hắn ta chính là Ô Trì Mã của ta. Ô Trì Bảo Mã. Ô Trì, còn mau dẫn ngu cơ ra ngoài. Xuất sanh vô lễ. Xin ngài đừng có chấp nha. Xin ngài đừng có chấp. Nè, ra ngoài. Ủa, tập dàn đại quân của ta tan tành đâu tiêu hết rồi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đứng rồi. Anh đẹp trai thiệt đưa. Ây da, xin miễn đi mà. Từ ngày cảnh sát mặt trời chào đời, nói trong tuần này chúng ta nhận được nhiều cú điện thoại của dân chúng gọi tới khen ngợi. Theo điều tra thị trường cho biết, mức độ được hoan nghênh của cảnh sát mặt trời dọt lên cao. Còn nữa là những cú điện thoại thắc mắc làm đơn xin làm cảnh sát tăng lên 15%. Tốt, tiếp tục cố gắng. Yes, yes sir. Xin lỗi nhờ, thì ra lo lắng của chúng tôi là dư thừa. Well done, way to go, Sunny. Sammy, gia đình rất hãnh diện vì con. Angelina, tôi nha, tôi đã năn nỉ bạn của tôi lâu lắm rồi, anh mới chịu ra đây đó. Hay là bây giờ mình bắt đầu bàn về kế hoạch phát tài của tụi mình đi nha. Nè, thanh niên thì đừng có quá nôn nóng, làm ăn thì phải từng bước một. Nè, công ty của chúng tôi là công ty lớn nhất ở Hồng Kông đó. Nếu mà theo công ty của chúng tôi thì sẽ được lên hơn. Mặc dù là cái tụi ba trợn hiện giờ đang xuống dốc kìa, nó cũng vẫn thay đổi đường hướng và nghe theo công ty của chúng tôi. Đương nhiên trước đây nó đã nổi một thời. Nói tóm lại một câu, muốn nổi thì phải theo tên Hùng này. Tôi bảo đảm tiền bạc anh em kiếm được nhiều hơn hai anh đi cảnh sát một đời gấp 10 lần, 20 lần đó. Hay quá. Hay là cho biết thêm chi tiết đi. Đã nói là từ từ kia mà. Đây là kế hoạch 3 năm tôi dành riêng cho hai anh đó. Đầu tiên, tôi gửi game lại cho hai anh rồi. Và sau đó thì nhận đóng phim, phát hành giấy hát. Ê, khoan đã, khoan đã. Tôi có thói quen là chuyện của tôi, do tôi quyết định. Nhà xuất bản giấy hát, đóng phim quảng cáo, đi lưu diễn, mấy cái chuyện này không thể thiếu được đâu. Nhưng tôi đòi hỏi luôn bản quyền hình tượng. 3 năm sau tiến quân vào Hollywood và thị trường quốc tế. Lương 3 năm đầu là 30 triệu. Năm đầu là kiếm 1,5 triệu, năm thứ 2 là 10 triệu, năm thứ 3 là 10,5 triệu. Bây giờ tôi ký cho anh hay là anh ký cho tôi vậy? Anh vô lâm à, xin lỗi nha, anh uống hơi nhiều. Đây không phải là vấn đề uống nhiều hay ít, mà phải có lòng tin. Good. Wow, anh giỏi thiệt ha. Tôi ráng với điều kiện này. Hợp đồng tôi ráng làm cho mau. Nếu mà không có gì thay đổi, vậy hôm nữa sẽ ký ngay. Khoan đã, khoan đã. Nè, có ý kiến gì nữa? Sẽ dĩ tôi tới là muốn biết kế hoạch của tôi có thực hành được không đây. Nhưng mà tôi không định ký. Anh Sammy à, anh có phải uống say thật không? Cả 10 triệu đó đừng có phá hoại làm ăn của tôi. Mặc dù mục tiêu của rất nhiều đời người là kiếm tiền, cũng may là tôi không phải. Tôi từ nhỏ tới lớn chỉ tưởng tượng tôi làm cảnh sát bắt ăn trộm thôi. Cái cảm giác tự hào này tôi mới đây đã nắm được rồi, còn chưa có đã đời mà. Thôi vậy đi, chờ cảm giác của tôi đã hơn nữa, qua vài tháng sau thì mới kiếm anh bạn nha. Các người tự nhiên đi, tôi xin phép. Bye bye. Quay 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 quay. Nè anh Sammy à, xin lỗi nha anh Sammy. Anh vô lên mà, xin lỗi nha, con người của anh là như vậy đó. Hay là như vậy, hãy ký với tôi trước đi. Phát triển cá nhân ở tới đâu cũng dễ hơn nhiều mà. Chỉ ký mình anh thôi. Ký Spider đâu có thể chỉ ký được con dịch Victoria. Anh có người chồng tên là Beckham không vậy? Muốn ký với tôi thì trước tiên phải dàn xếp cái thằng bạn của anh có thù với tiền trước đi. Xin chào. Phá đám không, phá đám không, phá đám không.
phá đám không, phá đám không. Đủ rồi nhờ, anh làm phiền tôi từ sáng tới bây giờ, tôi đã sắp nổi cơn rồi, tôi làm thiệt đó. Cái gì? Nổi cơn thì làm sao? Làm như thanh cao vậy lắm, thiệt là thanh cao, thanh cao. Đủ rồi. Được rồi mà, hai người mỗi người bấn câu đi, cô hai đang chờ hai anh đi chơi đó. Nè, nói chơi không á còn chưa biết. Tóm là cái thằng cha này ngày hôm qua báo hại tôi không thể làm minh tinh được. Không cần biết đeo đuổi được hay không, tôi cũng ráng phá đám cho bằng được đó. Ê, hai anh đang bán gì đó, mau qua đây đi. Cô Cathy xinh đẹp, kiếm giúp tôi làm gì đây? Không biết cái chuyện gì cũng giáp mặt tới, có nghĩa là làm gì cũng được biết không? Anh Sammy còn đẹp trai hơn trong màn ảnh đó. Cảm ơn. Da mịn màng thiệt, nhưng mà hơi mập thôi. Mập cái gì chứ? Xếp vòng. Hay thiệt, cảnh sát mặt trời mọc hả? Không định cô con nhỏ của tôi chứ? Hả, Khai Thị? Dẹp đi, ai là con nhỏ của anh? Nghèo mà. Sao đây em nhỏ? Muốn chơi cái gì đây? Chơi trượt ván. Chơi trượt ván. Cách chơi dễ lắm. Trên kia có hai gói kẹo, ba anh thi đua phải đạp trên tấm ván, nhảy lên để lấy. Ai lấy được người đó sẽ thắng, không được tất nhiên là thua. Ai thua phải mặc quần lót rồi chạy xung quanh trường một vòng. Chơi trò con nít dữ vậy? Học sinh trung học vẫn là con nít mà. Bộ anh chưa học qua trung học hay sao? Thế nào? Thế nào cái gì? Đã thua rồi á thì phải mặc quần lót. Vậy mà cô cũng chơi à? Đương nhiên không phải. Cầm đi. Làm gì? Chơi chứ gì, nếu không kêu qua đây làm gì? Tôi tính tới đây á chỉ coi chơi vui thôi. Wow, đừng có nhõng nhẽo nữa mà. Anh coi bản của anh kìa, gọi một cái là chịu liền. Là thanh niên, làm việc nhanh chóng chút đi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Bỏ đi hội chơi ăn gian mà. Thua rồi thì cởi quần đi. Anh chơi ăn gian là anh thua rồi. Thua cái gì đây? Cái anh kia kìa, anh đứng đằng đó đó, cứ nói là đạp lên tấm ván và lấy được gói kẹo á. Khi lấy được gói kẹo rồi á, coi như là thắng. Vậy là sao? Cởi quần ra chạy đi. Quay quay quá đi. Cởi quần chạy đi. Nè, ở cho cô đó. Cảm ơn nha. Cái gì gọi là xuất giác tin tức đây? Độc giả khoái mấy tin hiếp dâm mà, viết giùm chút đi. Vậy bữa nay không có tin hiếp dâm mà, vậy thì lấy vài tấm hình xác xây bỏ vào trong, vậy thì được rồi. Alo, cái gì? Ông nghị sĩ rồi tổ chức biểu tình bài báo của mình còn đưa mình ra tòa? Thằng cha nó chơi ác như vậy hả? Wow, nó có phải là người hay không đây? Không được, anh phải lập tức cho 4 toán người theo dõi nó 24/24. Anh nghe rõ hay chưa? Nhất định phải mọi chuyện xấu của nó. Quay, con à, con chơi cái trò gì kỳ cục vậy? Coi cái tướng mắt dịch của mày kìa. Bình thường thì la tao không dẫn mày đi chơi, bây giờ muốn dẫn mày đi ăn cơm thì mặc đồ vậy à? Ê, kiểm cáo cho con hai mặt đi. Yes sir. Con mà bị người ta chụp hình được đăng lên báo thì mất mặt lắm đó biết không? Tao nghĩ tốt cho mày, mày còn có anh tao hả? Dạ, mặc áo lại đi, có chuyện bị cảm lạnh đó. Anh ngon mà. Ồ, anh làm cho con tôi bị vậy phải không? Tôi sẽ báo cảnh sát. Thưa ông, tôi cũng là cảnh sát đây nè. Con của ông thi đua bị thua mà thôi. Ồ, vậy có nghĩa là lạm dụng tư hình. Để tôi tập hợp ký giả tới đây. Con chơi kiểu nào? Chơi đã chưa? Ồ, mày đánh ông già của mày. Coi chừng mày chơi, bị trời đánh đâu nhà. Chơi nào chứ? Tôi chỉ xôn con cái thôi mà. Đừng có tưởng là nhan đề của ông nha. Ông cứ thổi phồng lên, có ông già nhầm cũng mất mặt mà. Cái thằng mắt dịch này, mày muốn trời đánh hả? Chuyện gì mà cũng nói được hả? Mày nói chừng tao nha. Cậu hai hả? Cậu hai đánh mày hả? Cậu hai không mau rượt theo. Dạ rượt theo mau. Cậu hai. Cậu hai. Cậu hai hả? Cậu hai. Cậu hai.
Cậu hai à, thằng cha cảnh sát của mày coi chừng đó. Chú hai à, chú đang hăm dọa đây. Hơ, tôi biểu nó coi chừng có nghĩa là quan tâm cho nó, không lẽ quan tâm cũng có tội à? Mình đi. Margarita, bà làm gì đây? Cả nhà cảnh sát mặt trời không lo nghề chính, chỉ lo cờ bạc. Ăn chơi lu bù, còn đi chơi điểm nữa. Còn đây nữa, tin tức internet toàn cầu đều biết hết á. Cảnh sát mặt trời là tụi biến thái đi tán gái chị thành niên. Máy điện toán muốn làm gì cũng được mà. Loại tin tức này toàn do báo chí và tạp chí của tập đoàn phát hành đăng tải. Toán chó săn của họ nổi tiếng là theo dõi người ta và phao tin dịch. Đúng là làm nhục đội chó săn đó. Vậy nghĩa là sao? Chỉ có cách là biểu họ phải để ý toán chó săn. Thôi đủ rồi, anh làm ơn sau này đừng có đánh mặt trường nữa. Có thiệt không vậy? Chơi với người nhà cũng bị cấm nè. Sau này thì anh đừng có đi ngang qua ba cái đồng điếm nữa, đi đường khác. Có thiệt không đi? Rõ ràng vừa qua chúng tôi mà, không những không hạn chế bọn họ còn sợ họ. Không cần biết, hai anh phải ráng kiểm điểm lại mọi việc, phải cẩn thận. Dư luận không phải là dưỡng chơi đâu. Không được. Đủ rồi, nói chuyện với ông phó thái độ gì đây? Hết câu này tới câu kia, muốn giỡn mặt à? Tôi cho nói sự thật thôi. Nhớ đổi lại ông là tôi, ông nghĩ sao? Shut up! Hai anh là đại diện của hàng ngũ cảnh sát, cho dù là trong nhờ cá nhân cũng không có nên lầm đường lỡ bước. Tôi muốn hai anh phải hết sức đàng hoàng, không cho phép thắc mắc, nghe rõ chưa? Xin lỗi sếp, tôi yêu cầu rút ra khỏi cảnh sát mặt trời. Nghĩa là sao? Uy hiếp tôi à? Không phải, nhưng tôi không có chịu thua ở bọn báo chí đâu. Anh nói cái gì? Hướng Hải An, shut up! Không thể vô lễ với cấp trên, về suy nghĩ cho kỹ đi. Thưa sếp, tôi muốn xin phép. Tôi cũng vậy. Đâu? Tôi không cần biết lý do. Margarita, hãy dàn xếp đi. Yes sir. Tăng hộp. Tôi cho hai anh thời gian một ngày về suy nghĩ lại cho kỹ. Nếu như hai anh vẫn không muốn làm cảnh sát mặt trời, có lẽ hai anh phải kiếm việc khác, sẽ có nhiều thời gian cá nhân hơn là làm cảnh sát mặt trời. Hồi nãy nổi cơn gì vậy, không giống là anh đó nhờ. Nói tôi không sao, tôi ghét nhất người ta nói gia đình của tôi. Tôi có tên hẳn hoi kìa mà. Tôi rõ ràng là có tên H2O, Home Home Office. Home thì lúc nào cũng đi trước office mà. Hay quá, mặt trời xuống núi rồi. Gọi xe cứu thương ngay. Nãy giờ anh có thấy chiếc xe van màu xanh không vậy? Lên đơn hình như xảy ra chuyện, mau bỏ cảnh sát đi. Alo, ngoài cứu trợ quốc tế có người ngất xỉu, đang nghi có người bị bắt cóc. Nè nè, ngoài trái, ngoài trái. Tôi biết rồi. Ai, mấy nhà trường quốc tế cứ tọa lạc ở mấy cái chỗ hẻo lánh không à, bị người ta làm thịt hồi nào cũng không biết nữa. Ê, chiếc xe đằng trước kìa, coi chừng. Tôi biết rồi, anh câm miệng đi. Tổng bộ trước cái đã. Cứ như vậy hoài à, để có chuyện gấp á thì nhận không rõ. Cứu thằng cha trước đã. Có đem thằng chìa khóa nhà nghề hay không? Ừ. Quay vô đi nghe mày, coi chừng đó. Đi. Nè, ra cái này, ra cái bố nè, ra cái quần nè. Thank you.
lên, hiểu vậy? Vô đâu, đi. Tao móc mắt mày đó. Đừng có giết tôi. Tụi tao đâu có dám giết mày chứ. Mày là thằng tài mà. Tao đánh lạc hướng của họ. Hai tiếng đồng hồ nữa ông già mày sẽ đưa tiền cho tụi tao. Tụi tao sẽ thả mày thôi. Sao chứ? À, không sao. Nó đâu rồi? Gọi về tổng bộ trước đi. À. Đi cấp. Thằng nhỏ đâu? Bị tụi nó thả đó. Ê, hai đứa đó là cảnh sát mặt trời đó. Là mình mất mấy chục triệu. Đi cấp. Anh nghĩ hồi đám bao nhiêu tiền? Đã xảy ra chuyện gì? Không có nói chi tiết. Chị biểu chúng ta 4 giờ chiều mở tivi lên để mà coi. Hả? Thằng con của Phó Anh đâu? Nên nó còn đang hết hồn, chưa cung cấp được tài liệu gì hết. Sếp thấy cần có thể cho thêm người. Yes sir. Đây là tin đặc biệt. Lo quỳ tư tường thuật. Bốn đại nhận được điện thoại đặc danh cho biết, lỡ nghe được Hải Phòng chim sa chuỗi sẽ có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Thế ra là cảnh sát mặt trời bị thương nằm ở trong trường cọp, đã khiến dân chúng bù nhau tới quay. Cảnh sát bắt được tin đã có mặt tại hiện trường với sự giúp đỡ của dân chúng, đã tìm cách mở trường cọp ra. Sự thật là bọn nào đã đá một cú ác ôn ngay vào mặt cảnh sát. Tạm thời chúng tôi còn chưa bắt được tin, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi. Thank you.
đá một cú đau như vậy hồi nào chưa? No sir. Tôi cho thời gian một tuần, nếu mà còn chưa phá án, tôi sẽ đẩy cả đám ra ngoài đảo. Yes sir. Tổ trọng án sẽ mời bọn đó ra. Nhưng mà hầu nghĩ cho đại cuộc, Tư lệnh đã quyết định chấm dứt tất cả kế hoạch cảnh sát mặt trời. Bắt đầu từ hôm nay, hai anh nghỉ phép cho tới khi có lệnh mới. Tôi cũng thành thật cảm ơn hai anh đã thi hành kế hoạch này một cách tốt đẹp. Hãy lạc quan một chút đi, hai anh có thể trở về đời sống riêng tư. Thôi bỏ đi, con người là vậy đó, cười một thời gian rồi là hết. Alo, anh Zero hả? Là Hùng đây. Wow, dáng này nổi tiếng quá, thì là đẹp. Hai anh chỉ mặc quần lót đã đủ thấy tân thời rồi. Mấy con nhỏ ở ngoài chịu ghê lắm. Hay là như vậy, bây giờ chỉ ký một mình anh thôi. Tôi còn có cách đưa anh lên. Tôi tính cho anh đóng 3 bộ phim set, bảo đảm nội trong 2 năm anh hút được 3 triệu bạc. Anh vô lầm mà, ý đẹp của anh á, tôi xin cảm ơn. Phim set á, thì không dám đâu. Nếu có phim động tác á, một thằng đánh 10 thằng. Dù không có tiền đi nữa, tôi đây cũng chịu mà. Thôi như vậy đi. Mình là người nhà mà. Hơn nữa mình lại sống nghề thuyền bè, đương nhiên phải chịu sóng gió chứ. Hay là cùng nhau góp sức đi, vài 30 ngàn kiếm mấy hồi. Con à, đừng có giấu chuyện trong bụng. Cái bụng dùng để chứa đồ ăn thôi hả? Nè con nói chuyện. Nói đi. Nói đi. Sao mà ngậm như hến vậy? Thưa bà má, đánh mặt cho đi nha. Wow, sao đổi hướng nhanh vậy? Ê, cái bọn chó săn vô con á dễ chịu lắm mà, sớm muộn sẽ có ngày á làm lại. Có nhiều chuyện á không thể nóng được đâu. Thôi bây giờ á, giờ đánh mặt chịu đi, mau đi. Không, nó có hỏi điều tra tới đâu rồi? Được rồi, không có sao đâu. Ừ, lên làm việc đi. Bye bye. Em à, về cái vụ này tổng bộ còn lo hơn em nhiều. Con à, dù tổng bộ chưa điều tra được, cả nhà mình cộng hết thầy có mười mấy vòng mai, mình sẽ tổ chức một đoàn binh lôi đình. Sợ gì không bắt được họ. Alo, tôi đây. Hả? Cái gì? Được, tôi tới ngay. Bye bye. Má à, con ra ngoài. Có cần giúp không? Không cần, yên tâm đi. Tin của bọn cướp rồi sao? Ngồi xuống trước đi. Nè, người đã tới đây rồi đó. Gọi chúng tôi tới làm gì? Phải rồi, có muốn gì đây? Khoan đã, con đã. Ý, ký tên giùm đi. Em nhỏ, em giỡn mặt hay làm thiệt đây? Ý, quen hai anh lâu rồi mà vẫn chưa xin chữ ký. Hai anh có chữ ký không? Chỉ như vậy thôi hả? Tới phiên anh. Chỉ xin chữ ký thôi, không thành vấn đề đâu. Wow, đẹp thiệt. Hay quá. Tôi đang lo hai anh tới đây, người thì mặc bí xị, còn người thì đòi sống đòi chết. Nhưng bây giờ coi bộ không có sao rồi. Nghỉ phép hết tháng này, tôi sẽ về sở làm đại cảnh sát. Làm cảnh sát gì? Trung tâm bảo án 369, đón nghe điện thoại thôi. Còn anh? Tôi tất nhiên là khá rồi. Tôi gác phòng tan vật đó. Nhưng mà nếu chúng ta bắt được cái bọn cướp trước khi hết phép, không chừng khỏi bị cách chức mất mặt như vậy.
chuyện không vui này đương nhiên phải xé bỏ nó đi. Bạn học của cô có loại sinh hoạt gì chúng tôi có thể tham gia không đây? Gì đây, muốn vĩnh mấy cô nhỏ học sinh hả? Tôi có linh tính muốn điều tra bọn cướp, nhất định phải bắt nguồn từ mấy em học sinh. Đã nói được cái nóng mà. Nè, hồi xưa tôi làm trong đội chó săn, tôi biết rõ lắm mà. Sớm muộn gì mà sẽ có ngày làm lại mà. Hay là chủ nhật này đến trường của tôi tham gia liên quan đi. Liên quan gì đây? Liên quan thần bí, ít người biết lắm đó. Ok. Người không quen tới chụp hình cho mấy em không vậy? Không. Các em có bạn trai hay chưa? Có nữ học sinh nào gia đình giàu sang, chỉ có mẹ mà không có cha không đây? Hà Bảo Nghi đó, sao hỏi kỳ vậy? Bọn cướp kia này bị em chạy thoát, chắc chắn sẽ kiếm một đứa khác không dễ chạy thoát đâu, còn dễ lấy được tiền chuột nữa. Ê, có đây không hả? Hai ngày rồi không vô lớp, nghe nói là bị bệnh. Alo, anh Hai hả? Có một nữ sinh nhà giàu tên là Hà Bảo Nhi, đã hai ngày không lên lớp, em nghi ngờ nó bị bắt cóc rồi. Người nhà lại không dám báo cảnh sát, anh điều tra giùm em nha. Ừ. Xe đi. Thằng nào không nghe lời thì sẵn sàng bắn bỏ hết cho tao. Dạ, như vậy, như vậy. Chiếc xe đâu? Không biết. Hết giờ rồi, lên xe đó đi. Chở được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dạ, đi mau đi, đi mau đi, mau lên, đi, đi lên, lên, đi, đi mau, đi mau lên, đi mau lên, đi đi mau lên, mau lên, cảnh sát tới rồi. Đại ca, cảnh sát tới kìa. Rút vô trường đi. Dạ, đi mau đi, đi mau đi, đi 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 đi. Vô đi, mau lên, vô đi, vô đi, mau lên, đi, vô đi, mau lên. Lập tức phong tỏa hiện trường, kéo xe đến điểm khác. Yes sir.
sát bên ngoài càng lúc càng đông. Phong tỏa tất cả lối ra. Còn nữa, chiếc xe hàng có lẽ bị cảnh sát lấy đi chỗ khác. Lục soát trong rừng, thấy thằng nào bắn thằng đó. Dạ, đi theo tao. Dạ. Đi nè, đừng lộn xộn nha. Thì sếp, chúng tôi sẵn sàng rồi. Tốt, lên xe chờ lên tôi. Yes sir. Qua bên kia sếp. Người bị cảnh sát bao vây rồi. Trong vòng 3 phút phải bỏ súng xuống đầu hàng đi. Nếu không chúng tôi sẽ vô đó. Người bên ngoài nghe đây. Hiện giờ cả đám con ông cháu cha đang ở trong tay của tôi. Hãy lập tức tản ra. Nếu không tôi sẽ giết hết tại chỗ. Chúng tôi bây giờ chỉ muốn biết á, cảnh sát có biện pháp cứu con cái chúng tôi chưa vậy hả? Nghe tôi nói, nhà trường đã bị chúng tôi bao vây rồi, phi hổ cũng đã tới. 15 phút sau chúng tôi sẽ tấn công toàn diện, cho nên các vị nhất định phải giữ bình tĩnh. Nếu con của tôi có chuyện gì tôi đưa ra tòa đâu. Ông phó, ông yên tâm đi. Các vị gia trưởng xin cứ yên tâm, con cái của các vị không sao đâu. Đại ca, cha mẹ của tôi đó đứng ngoài đường đó. Vừa đúng thời gian. Thằng con của Phó Hành, lôi nó ra đây. Như vậy, đi mau mày. Đi mau. Kỳ trước mày chạy thoát, kỳ này mày không may nữa đâu. Cái đám khốn nạn này, mày muốn con của tao hả? Các người nghe đây, kiếm ông nào lớn nhất nói chuyện với tôi đi. Tôi là chỉ huy trưởng, các người muốn làm sao? Bây giờ có 20 người trong tay của tôi, các người đừng có làm ẩu nha. Vậy các người muốn sao đây? Mau thả con của tôi đi. Ông muốn điều kiện gì? Đơn giản thôi, mỗi đứa 80 triệu bạc, một chiếc trực thăng, một chiếc xe chống đạn. 3 tiếng đồng hồ sau nếu chưa thỏa mãn, cứ 3 phút tôi giết một mạng. Cứ chờ coi con em của ông nào xấu số. Rút vào trong. Đi, mà lên đi. Thằng con của nghị sĩ ha. Con sao hả? Quay đi. Người tới giờ sao giết người vậy? Anh nuốt lời hứa hả? Đã giao 3 tiếng đồng hồ mà. Kẻ nuốt lời là mấy người? Cho 2 tên cảnh sát vô trọng.
Muốn chết cả đám hay sao đây? Hả? Tôi chưa cho ai vô hết. Hai thằng cờ trộm là cảnh sát mặt trời đó. Tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, mỗi 3 phút tôi giết một mạng. Từ khi hai tên cảnh sát mặt trời lập tức ra đây gặp tôi. Dạ, ông bà, 80 triệu nha. Quỳ, các người làm gì đây chứ? Tôi đã gom tiền tới đây rồi. Sao bắn con tôi vậy chứ? Mau thả nó ra. Không mắc mớ tới tôi. Muốn trách thì trách bọn cảnh sát đi. Đừng có nói nhiều nữa. Tiền ở chỗ này. Mau thả nó ra đi. Đám cảnh sát lùi ra đi. Lùi ra, lùi ra. Lùi ra ngoài hết đi. Lùi ra. Tôi đã giữ lời lắm rồi đó. Lấy được tiền, tôi sẽ thả người ngay. Nhưng mà đừng có cho cái đám cảnh sát vô đây phá đám nữa nha. Nếu không đừng trách tôi. Đi vô. Đi. Đi. Tôi biết rồi. Chuyện gì vậy? Cấp trên bị chúng ta ra đầu hàng. Này là cảnh sát mặt trời, nghe đây. Tụi bay chỉ còn lại 2 phút. Nếu không bước ra đầu hàng thì lãnh đủ sáng chịu nha. Nghe rõ chưa? Nó đang kêu cứu mạng kìa. Mau tới cứu người đi. Cái thằng khốn nạn sinh con á, không có lỗ đích. Bây giờ làm sao? Ra ngoài. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, còn một thằng nữa đâu. Lại là tụi bay hả? Anh hùng lắm đó. Nhưng bây giờ đầu hàng thì đã quá muộn rồi. Tuổi còn non mà phải bị chết, thiệt là đáng tiếc đó. Chết hả? Dễ dầu gì. Tao phải cho tụi bay chết. Mày chết trước đi.
Tôi được trả thù rồi. Good afternoon, sir. Cả lắm. Thank you, sir. Là trách nhiệm của chúng tôi. Phải rồi, sao trong trường có khói vậy? Là hơi cay đó sếp. Trung học có dạy gì hóa học đó mà. Ammonia thêm vào nước có thể tạo ra hơi cay. Good. Tôi có học nhưng mà quên rồi. Tiếp tục cố gắng. Nè, mình đi. Đi đi. Hey. Thế nào, không sao chứ? Đương nhiên là không sao. Wow. Cái mặt dễ sợ quá đi. Cảm ơn nhà cảnh sát mặt trời. Wow.